Xin chào các bạn. Trong thế giới thực, các bạn thường thấy những nhân vật trong băng đảng thường xăm mình, đặc biệt như những băng đảng ở Hồng Kông hay Nhật Bản, thì những hình xăm của họ thường thể hiện cho sự mạnh mẽ. Ở đây, trong thế giới anime, đặc biệt là trong One Piece, thì hình xăm cũng thể hiện cho băng đảng. Các bạn có thể thấy đấy, trong hàng trăm nhân vật One Piece thì cũng có rất nhiều các nhân vật trong đó có hình xăm của riêng mình. Đặc biệt, những hình xăm đó là đặc trưng của từng người, khi chỉ nhìn đến hình xăm là các bạn đã biết ngay đó là nhân vật nào mà chưa cần nhìn đến trang phục hay là khuôn mặt của họ. Video dưới đây tôi sẽ xin tổng hợp lại toàn bộ các hình xăm mà các nhân vật chính, các nhân vật thường hay xuất hiện có trên cơ thể.